Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến video tiếp theo của mình. Thì mọi người mình mới từ Hà Nội luôn. Đã lộn mấy ngày, vài ngày hôm qua rồi. Thì vừa về thì bữa nay thì có một kèo hẹn đá banh là 6 giờ rưỡi. Cùng loại trẻ thôi. Vừa mới mua một bánh mì ăn rồi ăn xong rồi một xíu nữa là tiếp năng lượng để có sức để đá, để ghi hat trick cho mọi người em. Hiện nay đang nằm võng ở quê. Đây. Nè. Đó xe vậy à? Thì ở đây nó hơi gùm ben một chút xíu nha, tại vì dần xăng đanh đó mọi người. Thì đang nằm võng một xíu nữa, chơi vòng xíu nữa mình đi đá banh. Thích chứ nằm võng ở quê như thế này nè. Tại vì bữa ra Hà Nội nóng lắm mọi người, cực kỳ nóng, còn đây ở quê mình mát này nọ kiểu. Bữa nay là nói chung là không có nắng, mưa nó kiểu nó muốn mưa mà mưa không có được. Thì hôm nay tôi đã trận 6 giờ rưỡi thì không biết đội trẻ hay là đội già thì cũng không biết. Thì ổ bánh mì này nãy ăn ổ bánh mì bự lắm, giờ ăn còn nhiêu đó, còn ổ bánh mì gì là 20.000, bánh mì bồi viên đó 20.000, lá đi đá banh 30.000 nữa là 50.000, tiền xăng 10.000 nữa là 60.000, đứt 60.000. Trời ơi, ở quê rất là kiểu rất là yên bình mọi người nè, làm võng này nó mát mẻ không. Rồi giờ chuẩn bị sạc pin đầy đủ rồi cho mọi người xem highlight nha. Xíu nó đi vô sân banh quay cho mọi người xem rồi đi về thôi. Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người. Ấy lộn mà mình tới sân banh rồi mà. Quên. Ơi mưa. Đang trong sân thì hiện tại đang chuẩn bị đá 6 rưỡi mà trời thì giờ đang mưa rồi mọi người. Buồn vô đây mưa. Mưa quá trời mưa rồi. Đây bây giờ đồng đội tôi đang vô từ nhọn. Hello. Hello. Trận này thì thấy trơn đó, thấy đá là sao? Từ thôi. Trận này đá từ mà chắc tôi đi hát chiếc qua bồ thôi. Hát chiếc hả? Ừ. Ok bồ. Quá dữ. Đó. Rồi đây. Đồng đội tôi mặc áo trắng, có mình anh tôi là mặc áo này nè. Áo xanh. Thủ môn này đang giật đó. Nó bây giờ chơi đi mưa rất là lớn rồi anh em ơi. Chết rồi, đội bạn thì tôi cũng chưa thấy nữa. Đội bạn chưa thấy nữa, rồi đội ở trong thì đang đá 5 giờ, tụi tôi thì đá 6 giờ rưỡi. Đó, rồi mưa lớn này. Tắm mưa, vô đây tắm mưa. Tắm mưa chứ không đá đâu. Hy vọng là trời thì mưa vậy hoài á thì có thể là mưa vậy hoài thì có thể là đá được. Còn mà mưa lớn quá thì là đá không có được đó. Còn thà mưa vậy chứ đừng có mưa lớn thì ngập xăng á mình đá không có được. Rồi hiện tại thì hy vọng là rồi, tôi thấy là sắp không xong rồi. Rồi mưa lớn rồi. Tại dần tại đang mưa nè. Trời ơi giờ chết rồi. Chân tay đó. Đội bạn lấy cho tay. Rồi thấy biết nói gì luôn rồi. Trời mưa. Dạ trời. Dạ trời. Tay. Hết chỗ rồi, hết chỗ. Chấm tay. Giống ông nội tài xe máy. Mưa quá lớn rồi ơi. Ôi đừng. Nè chào lên. Đang quay sáng luôn đó. Ok quá dữ. Đó đợi bạn mọi người. Trời nó mưa chưa dự báo thời tiết nữa. Bây giờ đây bây giờ thầy nói cà ấy tới trời mưa lớn thầy. Không rồi. Không hả? Theo cảm nhận ở đây là không mưa lớn đúng không? Chấm lại. Trời lắc bản chưa? Lắc bản vô. Rồi chạy á. Vậy là không có nổi nước xăng lắm đây. Thầy ơi. Trọng tay ơi. Trời. Vậy là xăng không có nổi nước mọi người, vậy là vẫn đá được. Hy vọng là đội mình vô đủ anh em ơi. Phe ta vô. Đâu? Phe mình vô rồi, nghe vô chưa? Nghe là biết phe mình vô rồi. Ok, Huy tính. Đó. Vô. Đó, nghe tiếng xe rồi. Rồi bạn đang đá, ghi biêu luôn. Sốc, Anuminius. Làm gì đây? Messi. Wow. Wow lum. Chơi. Đội ta đá rồi cũng mừng nữa. Trái nữa ăn thua. Đây đội mình vô đây mà có mưa vô đây. Đội mình không có mưa vô. Thêm người. Đây là bộ tôi vô. Vậy là được 9 người rồi. Kìa là cô kìa. Qua web. Đây là đồ bạn mọi người. Nó áo vắng, tôi mặc áo web rồi. Đây. Đây là đội mình, mặc áo màu cam. Vô đá anh em ơi. Mà mưa đá luôn. Ok. Rồi hiệp 1 trận đấu bắt đầu thì vừa vô đội bạn Bác Xê thì sút luôn mọi người ơi, nhưng không thành công rồi. Trời hiện tại đang mưa thì vừa vô thì săn chơi bóng mướt nhọn nói chuyện cho tôi cái này. Trời dự chết rồi. Vậy đâu có được rồi, săn chơi bóng mướt mà nó chuyền cái một là chết luôn. Đây là một tình huống là đồng đội tôi không hiểu ý rồi mọi người. Khúc này là tôi đi bóng nào mà xong mà tôi chọt khé. Đồng đội không hiểu ý thì tiền đạo chạy lộn bên mọi người ơi. Thông cảm. Tiếp tục là đội tôi tấn công mọi người ơi. Khúc này là săn chơi bóng mướt nên là từ từ. Khúc này tôi chọt xuống. Làm gì đây? Tiền đạo xúc. Wow. Đây là một kiến tạo. Người ta đá vô tôi ăn mừng như đúng rồi vậy nè. Siêu. Quá tốt phần các bạn. Thưởng gồm rất khéo léo. Thưởng gồm. Bữa nay thằng Nhật Nhọn biết kiến tạo nữa mọi người. Khúc này nó chọt cái một là xuyên phá đội bạn luôn. Khúc này có đầu tiền đạo xúc cái dao luôn. Trời ơi, bữa nay tiền đạo ghi bạn không vậy ta. Hồi nãy mọi người thấy tôi một kiến tạo không? Nó tôi kiến tạo thêm một cái nữa là hai cái nè mọi người ơi. Bữa nay không ghi bàn mà kiến tạo cơ mà. Nãy giờ mọi người không thấy đội bạn phản công đúng không? Thì khúc này là đội bạn phản công nè, xúc nhưng mà dính nước rồi mọi người ơi. Khúc này là Nhật Nhọn cầm bóng chuyện cho Thượng Gom làm gì đây? Đi bóng qua người. Quẳng con. Chót trời ơi, quá tuyệt vời. Làm gì đây đồng đội? Trời quăng con. Đá lên này. Làm gì đây? Tiếp tục ai dừng gió. Sút. Quẳng tiếp tục là Thượng Gom. Làm gì đây? Trời kéo bóng. Chuyên đồng đội. Mắc rồi. Nhưng không sao, việc gì khó cứ để tụi nó quá ơi. Làm gì đây Thượng Gom? Trời ơi, đá như bá xa vậy mấy ông nội ơi. Thì mọi người xem nè, đá một hồi thì trời mưa cái sông ấy săn banh thì nó làm vậy nè. Rồi có điện lại mọi người ơi. Tự nhiên cái chớp nhá vậy thấy ghê quải nồi anh em à. Đó, khúc này vừa vô té anh em ơi. Rồi tiếp tục là đội bạn làm đây xúc vào. Còn cái tình huống này tôi ghi bàn mà camera ghi lại không kịp luôn mọi người ơi. Đó, thấy chưa, đá góc hẹp. Đó, dữ dằn chứ. Trời ơi. Còn đây mọi người xem pha phối hợp này nè. Mọi nếu mà vào cái một là nói chung là 10 điểm. Còn đây cái tình huống là đáng tiếc của tôi nè mọi người. Khúc này là tôi xúc cái một ra ngoài luôn á. Trời ơi, quá là tiếc nuối rồi. Còn đây là đội tôi tiếp tục là phản công nhưng mà thủ môn ấy vào luôn rồi. Mọi người xem cái pha này có ben đâu mọi người nè. Khúc này là tôi qua người nè. Đó, cản rõ ràng luôn nhưng mà chồng này không nổi, chết rồi. Tiếp tục là đội tôi phản công. Tận góp ở dưới nữa kìa. Làm gì đây? Chạy kìa. Giật góp. Quăng con tôi có xúc. Trời ơi, quăng con tôi mới lộn đội mình quất không vào. Còn khúc này đội bạn 3 đánh 1 mà cũng không vào luôn nè. Khúc này là chuyền đi là ăn rồi nhưng mà đồng đội bạn không chuyền. Rồi tiếp tục lại là Thượng Gom làm lại giống trái nãy nhưng mà không thành công. Trời. Còn đây là một pha phản công từ đội bạn. Làm gì đây? Anh áo đen làm gì đây? Xúc. Trời ơi, quá dữ dằn, sụp bóng chết luôn, chết rồi. Nhưng không sao, đội mình vẫn còn đang dẫn trước đội bạn tới mấy bàn lần mọi người à. Đó, vẫn là Thượng Gom làm gì đây? Lúc này là mưa, tôi đá giữa, tôi đá từ từ mọi người nên không đá được cái tốc độ mọi người, tại vì sân trơn đá tốc độ nguy hiểm lắm. Thì khúc này Nhật Nhọn không hiểu ý tôi mà nó cái khoảng giống trà bá vậy đó, nhưng mà Nhật Nhọn không chạy, tôi chuyền nó mà nó đứng cật khơi gì đó chết nữa. Đó không, nó chịu đâu, nó chạy ra khúc đó tôi kêu nó chạy nó không chạy. Tôi hiểu ý hết trơn á nhưng mà không sao, đồng đội lộn Thượng Gom giùm đây. Xúc. Wow, quá đẹp mắt. Trời, ăn mừng siêu. Khúc này đồng đội chuyền một trái, nói chung là quá là tuyệt vời luôn. Khúc này tôi đợi bóng đỡ bước một bắt lại, vẫn là Thượng Gom vượt qua. Làm gì đây? Xúc. Wow, khúc này là tôi tính trượt rồi nhưng mà tôi sợ chạy giò mọi người ơi. Hắt chít rồi đó ngang. Còn đây lại là một pha bứt tốc của tôi. Làm gì đây? Căng ngang. Đồng đội làm xử lý má hoài không thành công rồi. Khúc này là hiệp 2, khúc này là đảo chân thưởng gom làm gì đấy. Đội bạn trời ơi, đội bạn đá dò đội bạn luôn. Khúc này là tôi té theo luôn chứ tôi không phải là giả bộ đâu, ngang té theo nhau anh em. Tiếp tục lại là thưởng gom đẹp đấy. Trời, bứt tóc chạy dấp. Đó là sân chơi bóng bướm đó mọi người. Đó, khó đá là gì đó. Khúc này hàng hậu vệ tôi lắng cắn mọi người ơi. Khúc này là đội bạn ám sát quá nên xúc cái một dầu luôn. Đó, gỡ lại cho đội bạn rồi mọi người ơi. Rồi khúc này là thủng rom làm gì đấy, gặt quá, gãy quá, trời ơi quá là đáng tiếc. Sân chơi bóng ướt đó mọi người. Còn đây là đội mình đánh đầu lên không, đánh đầu về, trời ơi cả đám ngồi nằm cười xỉu luôn, chặn bóng cho nó quá là vui luôn anh em ạ. Mọi người xem cái tình huống này còn vui dữ nữa nè. No. Cái gì vậy bạn ơi? Tiếp tục lại là thân gom vậy đấy. Hôm nay tôi nói thiệt á, mấy ông đi diễn hài chứ đi đá banh gì nè. Khúc này tôi chèn xuống rồi mấy ổng làm coi nè, không mọi người có làm vậy nè. Đồng đội tôi làm vậy đấy. Trời ơi, té lên người người ta luôn rồi kìa. Mấy cha ơi, cái trận bóng này phải nói là hài hước nhất từ trước đến giờ luôn á trời ơi. Khúc này lại là thân gom đi đấy. Trời quá người. Quẳng con chị cho nhật nhọn làm gì đây, chuyện lại cho tôi nó không chịu suốt nữa cái trời ơi, trời nó hiền ghê đó mọi người. Còn khúc này đội bạn lại là lắng cắn ứng gom như đây, nhật nhọn xúc vào quá dữ dằn. Còn khúc này là trái ben đồng đội xúc nè, trời ơi trời, tôi nói thiệt cái ổng hậu về ổng lâu ổng đá một cái cho ổng đá cái trái ben hơi chết rồi. Cái tống trận đấu với tỷ số là ăn nhóc luôn mọi người ơi, nhưng mà trận banh thì vui thiệt. Đúng vui luôn. Rồi bây giờ là mình đi về, mình đi ăn bún một cái. Nay mình ghi chắc có được chắc cỡ 3 trái 4 trái gì cũng không nhớ nữa. Rồi ok, giờ đi về, chuẩn bị ăn bún. Đói bụng quá trời rồi.